phát sóng vào năm 2002 và kết thúc vào năm 2003. Là series thứ 3 trong thời đại Heisei, Kōryūki vẫn mang phong cách kể chuyện của đầu thời đại Heisei, là những câu chuyện tăm tối xuyên suốt cả series. Những bí ẩn cũng như những quái vật ăn thịt người tồn tại song song tại thế giới này. Cốt truyện của phim xoay quanh sự kiện bí ẩn tại thành phố nơi Kido Shinji, một chàng trai 23 tuổi, là phóng viên tại tạp chí Orezono. Anh ta nhận nhiệm vụ điều tra tất cả những sự việc liên quan tới những người dân mất tích tại Nhật Bản. Họ biến mất mà chẳng để lại dấu vết gì. Như mở đầu tập phim, chúng ta biết họ bị tấn công một con quái vật nhện từ trong chiếc gương. Nhưng liệu nó có phải là con quái vật duy nhất tồn tại thế giới này? Và tại sao nó lại xuất hiện từ trong gương mà không bất kỳ tổ chức nào có thể tìm được lời giải sau sự kiện này? Tiếp tục lần mò theo dấu vết tại nhà của một nạn nhân, anh tìm thấy một Advent Cardet. Cũng nhờ thiết bị này, anh đã rơi vào thế giới nơi những quái vật tồn tại là Mirror World, chiến đấu với hình thể hiện tại nhưng bất lực trước sức mạnh khủng khiếp của nó. Anh đã được một chàng trai khác với hình dạng Rider Koronai Ren Akiyama giải cứu. Cùng với anh ta điều tra sự bất tích, Shinji đã sử dụng Cardet và hấp thụ một Micro Monster mang hình dạng rồng và có được sức mạnh hoàn thiện của Kōryūki, đánh bại dễ dàng con quái vật Micro Monster. Tưởng chừng trận chiến để giải cứu người dân tới đây sẽ bắt đầu với anh, nhưng không, chàng trai Ren đã quay lại tấn công Shinji. Cuộc chiến không phải chỉ giữa con người hay Rider và quái vật, mà là trận chiến giữa 13 Rider để tranh giành nên điều ước cuối cùng. Tạo hình của Ryuki được dựa chính trên tông màu đỏ cũng như những phần giáp được rải rác từ cơ thể của anh ấy. Nó không tạo thành một giáp liền mạch, tạo thành những bộ phận tách rời riêng biệt. Gương mặt của anh ấy được xây dựng từ hình tượng đầu rồng cũng như là hình tượng một chiến binh sử dụng những tấm Avenka của mình. Anh ấy có khả năng sử dụng tất cả những vũ khí như khiên, đao và chiếc đầu rồng giúp tấn công tầm trung và triệu hồi Micro Monster, cũng như ra đòn Rider Kick cực kỳ ngầu khi bay cùng với Micro Monster của mình để tạo ra cú Rider Kick bao phủ ngọn lửa từ rồng thiên để kết liễu kẻ thù.